less than 1, right? Yeah. And then we can think about x, because value is less than 1 by modulus even. You can think to put at cosine theta hoặc là or sine theta. So if we do like that, then we can think square root of that is sine square, and you can take out the square root, right? That's the idea of trigonometric substitution. See here, I write x over r is sine theta. This one or that one, the same. So in my slide, I take the second k, sine x, sine theta. Then you have dx is r cosine theta d theta, x from 0 to r, then theta from 0 to pi over 2. And you have actually, when you get something x squared, you should have modulus of x. But if x is non-negative, then you can have x only without absolute value. The same here, exactly the same here. And actually, when you change from x to cosine and sine theta, variable theta, this is very easy to work on, right? You know that. Reduce power and you get the answer. Pi r squared over 4, and the circle or area of the disk is 4 times of that quadrant is the first quadrant. You have pi r squared. So then you understand that you can, in this case, use the trigonometric substitution. So, and for this case, you have the other. Here we talk about x squared minus a squared. You have a squared plus x squared here. This one, that, this one here, but this one here, we already talk about also the same, because this is r squared minus x squared. Cosine or sine is up to you. Here I write about the sine. Very interesting this one, because here define for own x, any x you can, right? Any x you can, then this means that you can have a square 1 plus x over a square, and x over a is arbitrary, any value you can have, no restriction, because it is defined for own x. Then no restriction, you can think about tangent of theta. Where theta from where? So you see, between pi over 2 and negative pi over 2, the tangent like that, that one. Như vậy là với cái hàm tang của theta, khi mà theta chạy từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 đây này, thì tang của theta là nhận mọi giá trị từ âm vô cùng đến dương vô cùng, có nghĩa rằng ta hoàn toàn có thể đặt là tang theta bằng x over a. And it works, you see? And the same for this case, you have x over a, or you write a over x is cosine theta. Bởi vì trong trường hợp này thì là a trên x, chỉ tuyệt đối của nó bé bằng 1. X bình phương phải lớn hơn hoặc bằng a bình phương. Đó. Và lớn hoặc bé bằng 1 thì chúng ta lấy là cosine. Hay là ta đổi lại là a, x gì bằng a nhân với 1 trên cosine, có nghĩa là bằng a sec của theta. Chỉ look at where theta must be. So very interesting and very natural to have such a trigonometric substitution. Okay? So, next. Integration by parts and fraction. So, we already talked about the first two cases. Two group of tricks. What is that? Yeah.
done one, done two. Now we talk about Bassian fraction. Bassian fraction mean the rational function. Tức là chúng ta đưa về cái dạng, cái phân thức hữu tỉ ấy, mà nó rất là phổ biến, là nó hoặc là bậc 1 hoặc là cái bậc nó là bậc 2. Nhưng mà bậc 2 không có nghiệm. Bây giờ các em sẽ nhìn thấy cái mà ta gọi là Bassian fraction, because we already talk about the decomposition into Bassian fraction, tức là phân tích một cái biểu thức hữu tỉ dưới cái dạng các cái phân thức đơn giản mà lại rất dễ dàng có thể tính được integrand của nó. So here, first, this method is called the decomposition or method of Bassian fraction. For what? For integration. Integration means that for finding antiderivative of rational function. A rational function, as I mentioned, is a quotient of two polynomials, Px and Qx. They are polynomials. Because of that, we have three topics in this part. How to factorize a polynomial. Tiếng Việt của factorize a polynomial là cái gì? Tức là làm thế nào để phân tích đa thức ra thừa số. Đấy, trong tiếng Việt người ta, các em học có cái câu đấy đúng không? Phân tích đa thức ra thừa số thì tiếng Anh nó là factorize a polynomial. Factor là các cái thừa số. Next topic is how to decompose. Làm thế nào để phân tích một cái hàm rational function into proper Bassian fraction. Làm thế nào để phân tích một cái hàm hữu tỉ dưới cái dạng các cái phân thức hữu tỉ, phân thức đơn giản hơn. Giống như chúng ta làm cái gì? Một số tự nhiên bao giờ cũng thể phân tích thành tích của các số nguyên tố với cái số mũ nhất định. Đấy, và cách phân tích đấy là duy nhất. Thì cái này cũng vậy. You should know how to do. And the last one, after having sum of Bassian fraction, how to integrate each Bassian fraction proper. Đấy. Như vậy đầu tiên là ta phải hiểu được phân tích đa thức ra thừa số là cái gì. Sau đó là phân tích một cái biểu thức hữu tỉ thành tổng các cái phân thức đơn giản. Rồi thứ ba là tích phân của các phân thức đơn giản. Xong của ba cái này, you can integrate any Bassian fraction. Okay? So, factorizing of polynomial. Một cái polynomial is said to be irreducible. Là không thể phân tích được. Không thể phân tích được. If it cannot be factorized into two or more polynomials of smaller degree. Một cái đa thức mà không thể phân tích được thành tích của các cái thừa số bậc nhỏ hơn thì người ta gọi nó là irreducible. Cái từ reducible, right? Xuất phát từ cái reduce. Đấy, công thức hạ bậc đấy, giảm đấy. Không giảm được thì ta thêm chữ AE ở đằng trước, giống như rational number là số hữu tỉ, số không phải là hữu tỉ là số vô tỉ thì irrational number. Thì đây là như vậy. Ok, vậy hiểu thế nào là không thể phân tích được. Tiếng Việt thì như nó gọi là đa thức bất khả quy gì đấy, tôi cũng chả nhớ tiếng Việt nó gọi là cái gì lâu lắm ấy. Vậy bây giờ người ta dùng là cái gì? Là không phân tích được. Ví dụ này, this one cannot, không phân tích được thành tích của hai cái thừa số bậc nhất. Hoặc là cái này, phân tích nào, phân tích không? Em nghĩ cái này phân tích được. What do you think? Ai trả lời được nào? Ai trả lời được x bình phương cộng 1 thì có phân tích được không? Yeah, think about how to factorize.
in this case, right? Huh? Cannot, cannot. But x squared minus 1, yes, it is x plus 1 and x minus 1. X squared minus 2, yes, x plus square root and x minus square root. Okay, so these two are irreducible, but these two are reducible. Okay, that's the name of the polynomial. And now, very important theorem from algebra. Any polynomial, bất kỳ một đa thức nào, can always be factorized, luôn luôn có thể phân tích được, as a product dưới dạng tích of linear factor ax plus b and irreducible quadratic factor px squared plus qx plus r with the condition delta is q squared minus 4pr less than 0. Delta của cái tam thức bậc 2 này mà âm thì không thể có nghiệm thực, và có nghĩa là không phân tích được dưới dạng tích của hai cái thừa số bậc 1. Thì như vậy, công thức này, cái định lý này rất quan trọng, các em phải nhớ. Mọi đa thức đều có thể phân tích được dưới dạng tích của các cái biểu thức dạng này với biểu thức dạng này. Luôn luôn làm được. Và chỉ có bậc 1 và bậc 2 thôi. Không có xuất hiện các cái bậc khác. Ok? That the theorem important from algebra, you know already, right? So, then, in the case irreducible, as I talked to you already, I write px squared plus qx plus r. Delta must be negative. And remember, every polynomial of degree from 3 and above is always reducible, which means any polynomial degree from 3 and above can always be factorized into the linear factor and irreducible quadratic factor. Right? Như vậy là các em phải chú ý là một khi đã cho các em cái đa thức thì em cứ phải phân tích nó ra thành tích. Hãy phân tích cho đến khi nào? Cho đến khi các em có được chỉ có thừa số bậc 1 và thừa số bậc 2 với delta âm thôi. Thì các em dừng lại. Còn con là lớn hơn bậc 2 còn phân tích được. Understand? That's the remark. Next, after understanding what the polynomial factorization is, you have rational function. Rational function is ratio of two polynomial. Đấy. Vậy thì cả hai cái biểu thức này đều là rational function, là các cái hàm hữu tỉ, vì nó là cái phân thức hữu tỉ, tức là tỉ số của hai đa thức. Ok. So, and rational function is said to be proper. Cái mà ta gọi là proper, tôi cũng chả biết tiếng Việt nó là cái gì nữa, nên không giải thích được các em bằng tiếng Việt. Nếu như degree của tử số thì bé hơn hẳn degree của mẫu số. Ví dụ như cái này là proper. Thế còn trong trường hợp ngược lại, tức là degree của numerator is bigger than or equal the degree of denominator, thì người ta gọi là improper. Ví dụ như cái này, bậc của tử số là 3, bậc của mẫu số có 1. Nên là nó improper. Ok? That. You understand another word for rational function. And we can decompose any proper rational function into partial fraction. Chúng ta luôn luôn, có ai đó viết cho tôi là người ta gọi là phân số proper là mẫu mực, improper là không mẫu mực cả. Nghe thì cũng hơi lạ, nhưng mà nếu mà ở trường các em mà có cái tên gọi thế thì các em gọi, còn tôi không rõ là ở trường các em có học cái tên đấy không, mà nếu không học thì thôi cứ công nhận là proper và không proper, hoặc là chính tắc hoặc không chính tắc, chuẩn hoặc không chuẩn, bất khả quy hiếm, bất khả quy nọ kia, tôi chả biết tiếng Việt là trong từ là cái gì cả.
lâu rồi, mấy chục năm rồi tôi chả nhớ hồi xưa gọi là cái gì, và bây giờ người ta thay đổi cải cách thế nào tôi không biết. Vậy thì cứ coi là proper và improper. Proper là cái mà thực sự là một cái biểu thức tỷ số hai đa thức mà tử số bé hơn mẫu số về bậc. So here, very important, any proper rational function, see, degree, can only be decompose or express. Hai từ này là như nhau nhé. As a sum of partial fraction of the form this one. Em thấy không? Mọi cái hàm hữu tỉ proper tử số bé mẫu số ấy luôn luôn có thể biểu diễn dưới dạng tổng của các cái partial fraction dạng này. Dạng này bởi vì sao? Tức là cái số mũ này có thể là không mà có thể là lớn hơn không. Tức là các số tự nhiên hoặc là số không. Nhưng mà mẫu số này chính là linear factor. Có dạng linear factor. Còn cái mẫu số bên này là irreducible, là cái quadratic bậc 2 mà không mà có delta âm, thì luôn luôn làm được như vậy. Nhớ là luôn luôn. Vậy thì có hai cái định lý mà các em phải lưu ý trước khi chúng ta nghỉ giải lao. Một là mọi đa thức đều có thể biểu diễn được bằng cách là phân tích nó ra thành tích các cái hàm số hoặc là các cái thừa số linear, tức là x cộng b, irreducible quadratic factor, tức là bậc 2 mà có delta âm, luôn luôn làm được. Và cái thứ hai là mọi proper rational function luôn luôn có thể biểu diễn được dưới dạng tổng hoặc là phân tích được. Phân tích đây thì ta hiểu là cái decompose chứ không phải phân tích, là factorize. Factorize là phân tích ra thừa số, còn đây là decompose là phân tích thành tổng. Tất cả các cái dạng ax cộng b mũ y hoặc là ax bình phương của b cộng c mũ g, y và g là các số lớn bằng không mà irreducible, luôn luôn có dạng như này. Đấy, đấy là hai cái định lý cực kỳ quan trọng. Trong đó là đây là người ta nói với các em là làm thế nào để tìm được các cái này này, thì là chú ý rằng là nếu ở đây là có số mũ là số y, tức là chúng ta đã lắp lại cái này y lần, đúng không? Và đây là số mũ g thì lắp lại cái biểu thức này g lần, thì khi đó khi phân tích nó phải xuất hiện đủ từng đấy lần trong cái tổng đấy. Ví dụ y ở đây là bằng bằng r này, repeated time a time, thì khi phân tích ra để các em tìm nó phải có cái dạng như này, nó phải đủ bậc 1, bậc 2 cho đến bậc r. Nếu mà cái này là lặp lại là s lần, tức là mũ s, tức là g đấy, tức là g đấy, còn đây là y đấy, thì chúng ta cũng phải có cái tổng này s lần, bậc 1, bậc 2, bậc s, luôn luôn là phải có như vậy. Thì cái này tôi nhớ là hồi xưa khi tôi học phổ thông ấy, là các thầy có dạy một chút về cái vấn đề này nhưng không sâu lắm. Thì tôi không nghĩ rằng là cái chương trình hiện tại người ta dạy các em nhiều hơn đâu. Và vì thế là tôi collect tất cả những thứ gì tôi muốn nói với các em ở trong cái định lý này để các em hiểu, và các em phải đọc kỹ cái này. Cái này là phải đọc kỹ, read carefully. Đúng không? Để hiểu. Ok. Và cái chuyện là decompose này ấy, là luôn luôn chúng ta có thể làm được với proper rational. Và đây là các bước tiến hành. Một, phân tích mẫu số, factorize denominator thành linear factor and irreducible quadratic factor. Đấy là định lý thứ nhất. Sau đó dùng định lý thứ hai đi tìm dưới cái dạng này đối với ax cộng b nếu mà nó lặp lại a lần. Rồi là tìm cái dạng này nếu mà thấy ax bình phương cộng b cộng c với delta âm lặp lại s lần. Thế sau đó là so sánh p trên q với lại cái tổng tổng này, tổng này, tổng này cộng với tổng này. Và các em nhân chéo lên, tức là quy đồng. Và sau đó so sánh hệ số của các số hạng cùng bậc. Và cái phương pháp này nó có một cái tên. Các em biết tên gọi là gì không? Phương pháp tìm AB này này. Phương pháp trong tiếng Anh người ta gọi là undetermined. Undetermined.
coefficient, tức là phương pháp hệ số bất định. Tôi không biết là ở Việt Nam các em ở phổ thông các em học cái này không? Tức là chúng ta muốn tìm AB, A1, A2, B1, B2 vân là chúng ta phải so sánh với lại cái biểu thức đã cho và quy đồng lên thì nó hai bên đã thức là phải bằng nhau, mọi cái thứ nó phải giống nhau. Đó, đó là cái nội dung của phương pháp hệ số bất định. Thôi bây giờ short break đã, rồi tí nữa ta quay vào ta làm cái bài toán example này thì em sẽ hiểu hơn cái câu chuyện. Okay. So sometimes I try to explain in Vietnamese, but I hope this very few, very few. Okay. A short break. 10 minutes. So we start at, we continue at 11:30. Okay.
Okay, we continue. So the example of how to decompose passion fraction of the proper, this is already proper resonant function, because degree of the numerator is 2 less than degree of denominator is 3, right? So the first step, factorize denominator, you have that one, and each linear and irreducible quadratic factor has power 1. Then the next, for x you have only one term, for x squared plus 4 you have also one term, because everything is repeated once. And then we equating the given function as the sum of these two, so cross multiplying with the mẫu số của cái bên phải lên, you have this one, which mean numerator must be the same because denominator are equal. That is a plus b must be 2, c is negative 1, 4a is 4. From that you get a, b, c, and substitute by, you get this decomposition. That very simple to work on how to decompose the fraction, right? Okay. And now the purpose of having such the partial fraction is we can integrate each partial fraction, which means that we can integrate a resonant function, proper resonant function, right? So why we do like that? Because if we want to integrate directly, in general, it is not easy at all. But if you decompose into partial fraction like this, you have easier task to integrate. That's a powerful method for integrating a rational function. Okay, so for example, this is a given function we talk about. Integrated this, not easy, but that one much easier, right? Okay, so, and now we want to understand and to know how to integrate the partial fraction, this partial fraction, how to integrate 1 over that. Okay, so resonant function here, you see, you can have this formula for the first one, this formula for the second one. If you don't remember, then you have to learn by heart. Try to understand how to work on that and learn by heart. Okay, then every partial fraction we can integrate, and hence any proper resonant function you can integrate. Here, for example, very fast, this one you decompose using the factorization only once, but here you have 2, 1, 2. See, the power is 1 and power is 2. And then again you integrate it by integrating each term and you get the answer, right? So very clear how to work with proper resonant function. But in the case improper, which means that degree of p bigger than degree of q, first you divide the so-called along division. Em lấy p, em chia cho q ít,
thì các em mới ra kết quả là cái phần thưởng là gồm có bậc là một số polynomial ở đấy cộng với lại phần dư. So this is ax plus the phần dư remainder. Remainder here là có dạng p ngã chia cho q ngã, tức là lại một cái dạng proper. Và integral của cái này thì quá đơn giản thôi. Cái này đa thức đơn giản, còn cái này là cái áp dụng phương pháp proper rational function. See? Long division. Đấy, cái mà chúng ta lấy p chia q thì tiếng Anh nó dùng là long division. Here you have polynomial. Here you have proper rational function. Integrated it using what we have studied. You can get the answer. That is rational function, no problem. Okay? In summary, for integration technique, you have several cases related to trigonometric integrand, related to trigonometric substitution, related to the rational function. And there are some formula you have to learn by heart. Okay? And now we move to the case, the so-called improper integrand. Improper integrand. What is that? This is not definite integrand. Tức là không phải là cái tích phân xác định mà chúng ta đã học cho đến bây giờ, từ xưa đến nay. Tích phân bất định chúng ta có là antiderivative. Tích phân xác định là tích phân từ A đến B. Nhưng bây giờ không phải loại này. Vậy nó là cái loại gì? Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu. And I think that you haven't studied this improper integrand in your high school. Tôi nghĩ là các em chưa học cái phần này đâu. Tôi nghĩ như vậy. Còn nếu học rồi thì tốt. Và những ai là chưa học thì bây giờ chúng ta học lại. Nếu mà cần. Oh, okay. Talking about definite integrand. We actually work on this under two assumption. Thực ra là chúng ta đã có hai cái giả thiết khi mà chúng ta học về definite integrand. The first one, we talk about the length of the interval. Thứ nhất chúng ta nói là tích phân từ A đến B, tức là chúng ta có cái đoạn AB. You have interval AB, both A and B are real numbers. Are numbers. Then the length is finite. Như vậy là độ dài của đoạn này là hữu hạn và chúng ta hiểu rằng nó là bounded, tức là bị giới hạn, đúng không? Từ 0 đến 8, từ 12 cho đến 50 thì rõ ràng là cái đoạn đấy là đoạn chúng ta nhìn thấy được. The next, this is interval, that one. How about fx? The function fx, usually we talk about continuity, right? Continuity, hàm liên tục trên một cái khoảng đóng như thế này thì có giá trị maximum and minimum, which means that you have fx bigger than small m, less than or equal to big m for all x from AB. Có nghĩa là nếu mà chúng ta biểu diễn giá trị của hàm số fx thì nằm trong cái đoạn này. Hoặc là nếu chúng ta nhìn ở trên cái trục tung thì nó nằm trong cái đoạn này, mở nhỏ đến mở lớn. Và đồ thị nó chỉ lăng quăng ở trong này thôi. Đó. Vậy là again, these value are bounded, cũng bị giới hạn trong một cái đoạn ở đây. Both conditions are actually we already impose. Already impose, right? But then, what happened to these three cases? The first one, not number,
The length of each interval is infinite. Đâu có hữu hạn nữa. Có phải là số đâu. Nó là tiết ra cộng một cái vô cùng. What happened? Nghĩa là cái này nó không phải là cái dạng AB nữa rồi. What happened for the second three integral? This one, as x equal to 2, not defined. Từ số. Và một mẫu số là không. This one, as x equal to 0, hàm số logarithmic của x not không xác định tại điểm x bằng 0. This one, at x equal to 1. Here, at the end. But x equal to 1 in between 0 and 3. Not defined. Denominator is 0. So, như vậy là trong trường hợp thứ hai này thì cái hàm fx là integrand có vấn đề. Nó không xác định tại một trong hai đầu và không xác định tại một điểm ở giữa cái đoạn AB. Nếu mà đây là AB thì đây còn ở giữa đoạn AB là chúng ta không có xác định. So, it means these six integral not belong to the case of definite integral. Not belong to this. And they are called improper integral. Và nó gọi là improper integral. Đấy. So, and this improper integrand play a very important role and have important application in probability in statistics. Và cái này thì về cơ bản là các em học information technology sẽ rất là cần. Rất là cần. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều thứ, trong đó có cái probability và cái statistic là xác suất và thống kê đấy. Ok. So, and now we look at this closure. First, look at example. Chúng ta thử nhìn vào cái ví dụ. Integrand from 1 to infinity 1 over x square. What is that? Bởi vì cái định 1 over x square graph nó đây này. Thế thì 1 over x square này là lớn hơn hoặc bằng 0, cho nên là chúng ta related us to the area when we define definite integral, right? But that area go to infinity. The question is, can we compute it? Because that part S is infinite. Infinite. Nó không có hữu hạn nữa rồi. So, how to compute the area? Okay, S is infinite because it goes to the right hand side to infinity, right? So, for such a case, we would think, yeah, maybe the area also infinite. See here. Go to infinity, that one. The area may be also infinite. Right? No. The answer is wrong. Not infinite. The area is finite. It is a number. The area is number. Interesting, right? Later you see why it is finite. But infinite reason, but finite area. Okay? So, and how? How to get it? Very easy idea can be applied. We consider integrand from 1 to t, this part. This is area, right? So, from 1 to t, 1 over x squared dA, this is the area of that part. Of that part, which is 1 minus 1 over t. Right? You use Newton-Leibniz formula. But with this one,
you have integrand from 1 to t, dx over x squared is negative 1 over x computed from 1 to t, right? So at t, you have negative 1 over t at 1 minus minus 1, which is 1 minus 1 over t. So you have that one. And if you let t tend to infinity, then you can have the area, infinite area. But when t tend to infinity, it tend to 1. So you have the answer. Area is 1 minus 1 over t, letting t tend to infinity, you can have the result is 1, which means, yeah, the area of this infinite region S is a number, is finite, it is 1. So then, very easy to understand how to work on such a type of integrand. Okay, so this is the method to define improper integrand. We take the limit and let t tend to infinity. That is, you can do like that. This is the limit. Integrand from 1 to t, 1 over x squared dx. And then letting t tend to infinity. Đấy, vậy ta dừng ở cái điểm t, rồi chúng ta lấy lim, lấy giới hạn, tức là cho t nó chạy ra vô cùng. Nếu như mà cái giới hạn này tồn tại và hữu hạn, thì đấy chính là diện tích của cái hình S region, which is infinite region. But the limit exists, then we get the finite area. Okay, so now we apply the same method to evaluate another integrand. We replace not 1 over x squared, but 1 over x only. What happened? Here, 1 over x. You see, the graph look like 1 over x squared. But they are different in the sense that, you see, because x bigger than 1, right? Bigger than or equal to 1. Then 1 over x squared bigger than 1 over x, right? Or less. In this case, you have x less than or equal to 1. So if you take 1 over x squared less than 1 over x, you have x bigger than 1. So I take 1 from here and I put 1 to that 1. So which means for every x bigger than 1, the graph of 1 over x is bigger, upper than 1 over x squared. That is, both here passing, and that 1 over x in this case, you have this one. This is 1 over x squared. Vậy thì cái diện tích của cái hình 1 over x squared này này, tức là cái integrand ấy, nó là cái phần ở dưới này này. Và chúng ta thấy diện tích này là bằng 1, đúng không? S is 1. But how about if we move to 1 over x, which means that upper a bit, then look at this area, go to infinity. Now we do. Chắc chắn là diện tích phải lớn hơn là 1 rồi. Bởi vì nó còn thêm cái phần này này, phần trên mà. Nhưng mà what is area? We do the same. We take first integrand from 1 to t, 1 over x. And then after that, we let t tend to infinity.
But logarithmic of an integrand of 1 over x is logarithmic of x. Computed from 1 to t, which means that logarithmic of t minus logarithmic of 1. Logarithmic of 1 is 0, so this is logarithmic of t. Then, when, which mean here? Which mean this area, if we stop at t, then this area is logarithmic of t. And now we let t tend to infinity. Then limit of 1 t 1 over x dx t tend to infinity is limit logarithmic of t t tend to infinity is infinity. That is the area of this infinite region is now infinite. Vậy là chúng ta chỉ có thay đổi cái đồ thị đi một chút thôi, từ một trên x bình chúng ta chuyển về thành một trên x, tức là ta đẩn nó qua lên một chút theo nghĩa rồi đấy, thì diện tích trở nên là vô hạn ngay lập tức. Interesting, between 1 over x and 1 over x square. Right? Very nice to look at that. Okay? Here, Nguyễn Nam Anh asked, we use the same method to solve the problem. So why we need to compare paragraph? We compare two paragraph to understand why it can happen for 1 over x, the infinite area. Because for 1 over x, by the graph, we see that the area must be bigger, right? But how big? We don't know. And whether this bigger give you finite area the same or infinite area. So for example, good question you ask, and then you see why I talk about comparing. If we look at this one, if we look at this one, integrand from 1 to infinity 1 over x cubic dx. Suppose we want to look at that. What do you think? Without computing, at the first glance, is it finite or infinite? Now we see. Now we see 1 over x squared. We have here. Here, 1 over x squared. So 1 over x squared. How about x cubic? This is x less than 1. But if x squared bigger than x cubic, you have x bigger than 1, right? Which means, again, you have smaller 1. And if comparing with that, surely in this case, you have the area finite because a bigger area already 1. Then smaller area less than or equal to 1. Yeah, it's also good. Or the other way to compare. Let's see. I start not from 1 over x. I start from 1 over x cubic. By the same area, by the same way. So if I start from the beginning, instead of 1 over x squared, I start what happened? Sorry, here, what happened?
I start instead, if I start instead from instead 1 over x squared, I start from 1 over cubic. Here, I start 1 over cubic. Then, I get s, I write 3 because of the power is finite. But if this one, from 1 here, again, this is 1. 1 over x cubic. Now I look at S2, which is 1 over x squared. 1 over x squared bigger than 1 over x cubic. So 1 over x squared here. 1 over x squared here. Right? This is cubic, right? And you see 1 over x squared and 1 over x cubic. Then what you have? You have 1 over x squared bigger, right? So if you do like that, you can see this one. This is 1 over x squared. Okay? So 1 over x squared. And that area surely bigger than S3. Finite or infinite? Haven't computed or haven't doing the same way, I see that at least bigger than S3. So S2 bigger than S3. S1 also bigger than S3. This is 1. This is less something. But this one, infinity. You see, I compare the graph to see that it can happen the same infinite reason, but might happen that you have different finite or infinite area. And after having this illustration in our mind, we come to conclusion that depending on the limit, finite or infinite, you can have the reason finite or infinite area. And because of that, we give the name for this type of improper integral. Yes, Trần Ngọc Khánh wrote rightly, area finite and infinite. This we want to illustrating that Khánh is correct, understood what we want to do. Okay, so then from that, you see, interesting that depending on the existence of the limit, the infinite integrand can be finite or can be infinite. No, we cannot compare infinite area, cannot. But we can compare finite and infinite area. 1 over x, infinite. 1 over x squared, finite. Then how about other cases? And how to understand in this case? In this case, how to understand that definition? We haven't defined. Now, because of this example, we can have the definition for this type of integral. These examples are illustrating the way we come up to the definition. Okay? So, it means infinite unbounded or infinite region may have finite or infinite area. So, when it is finite, when it is infinite, now we have the definition of this. Here, again, I compare with the graph between 1 over x and 1 over x squared to see that one case you have finite area, the other case we have infinite area. So it means that we have to define, we have to give the definition to understand what
is integral. What is integral? Infinite. Okay? So now you see that how to work on these finite or infinite. How to understand? If you say A from B f x dx, you have Riemann sum. You take the limit and you get the answer. And how about improper integrand? Actually, we should do the same because we have limit, right? We have a limit. That is, this one, we can understand that to take integrand from A to some n, f x dx, and then you let n tend to infinity. This one, you take from A to some m, f x dx, and then you let m tend to negative infinity. So this is definition. If limit exists and finite, then we say that improper integrand converge and the value is the value of the limit. If this limit doesn't exist or infinite, limit la infinite, the limit doesn't exist, different, right? Then both cases, not exist or infinite, we say that improper integrand diverge. Here, the definition. So now you understand what you have to understand for improper integrand. When we talk about convergence or divergence, what does it mean? You should remember and understand when situation. Okay? So there are two types of improper integrand. Thậm chí là có hai loại improper integrand. Chứ phải một đâu nhé. First, type one. For this type, you should be able to recognize what the improper integrand of type one is and how to evaluate it there. What it is? The improper integrand of type 1 has three types. Lại còn có ba cái loại của improper integrand loại 1. First, f of course always continuous on this interval, unbounded interval from A to infinity. Then we define the improper integrand as the limit of integrand from A to T fx dx as T tend to infinity. This is what we just talked about for 1x and 1x squared, 1x cubic. That one. Provided that the limit exists and finite. Như vậy ta hiểu rằng ta nghĩ để nói về cái này có nghĩa là ta phải hiểu rằng nó là convergence. Và như vậy có nghĩa là theo định nghĩa thì cái limit này tồn tại và finite trong cái khoảng từ A cho đến cộng vô cùng. Trong khoảng này. The other case is from B to negative infinity. Thì ngược lại, các em lấy từ T to B, T somewhere here, and then letting T to infinity. This limit exists and finite, then we say that the function, the integrand improper type 1, negative infinity to be converge. Đấy, vậy là chúng ta có cái định nghĩa thứ hai. Một cái là khoảng
vô hạn, nó lăn sang, nó chạy sang bên phải. Một cái là khoảng vô hạn nhưng chạy sang bên trái. Thì ta dùng cái định nghĩa theo nghĩa limit. But more important is you have both limit, upper limit and lower limit is not number. Both are infinity, plus infinity and minus negative infinity. Cái này này, rất nhiều người sẽ hiểu nhầm. Nghĩ rằng, yeah, so from A to infinity, I take from A to T and then let T tend to infinity. From B to negative infinity, I take to T and then let T to infinity. Then from negative infinity to plus infinity, I take from minus T to T and then letting T to plus infinity. That is, this tend to infinity. This tend to negative infinity because negative T. Then you have everything on the left, everything on the right, which means that you have this one. No, it is wrong. It is wrong. Pay attention. For this, both and both limit are infinity. I mean, limit here is the integrand, upper limit and lower limit. For this one, by definition, you should split this interval integrand into two parts. Two parts, part A and part B. Two parts here. You have to split up in two parts. A here, la improper integrand to the left. B, part B, in improper integrand to the right, to the left, and here to the right. Here, see, here to the left, here to the right, and the same C. If both limit exist, finite, you take the sum area, not area no anymore because fx may not be positive, right? At least the first integrand I write I1 conversion, the second integrand I2, then these two sum is defined as the improper integrand for both limit infinite. See any number. It doesn't matter. You can take zero, you can take one, you can take square root of two, etc. But remember, both limit for this part A and B must exist and finite. Nếu một trong hai cái integrand này mà diverge, tức là limit nó không tồn tại, thì cái integrand cả hai đầu vô hạn này là diverge, được coi là diverge. Nó chỉ là converge nếu như both component integrand converge. Okay? So, then the remark, the last some slide. In each case above, we need limit exists and finite, which means that by definition, we talk about a conversion of the improper integrand. In the case limit doesn't exist, tức là cái hàm số nó cứ lúc la lúc lắc, oscillating, tức là nó lúc lắc, xoay quanh một cái gì đó. Cho nó không hẳn đi ra một phía, hoặc là nó đi ra vô cùng. Then improper integrand is divergent. Vậy là chúng ta phải hiểu, viết cái integrand từ A to plus infinity or negative infinity
to be. You should understand that if we want to talk about the value of this integrand, you should understand that they converge, then you can talk about value. If they are divergent, no way to talk about the value of this improper integrand. Okay. Next. In the case C, as I already explained here, see that one. What you need is both limit for the first and for the second exist and finite. If one or both of the limit doesn't exist, or one or both limit exist but are infinite, then your KC is divergent. Tức chúng ta chả nói được value của nó. Không nói được value thì là còn làm gì nữa? Thì chả để làm gì cả. Forget nó đi thôi. Đấy. Vậy cái C này rất là nguy hiểm. Các em phải nhớ là các em phải làm hai lần. Và xua rằng mỗi một cái limit, tức là mỗi một improper integrand, nó phải converge, nó phải hội tụ đã. Thì các em mới nói được đến cái integrand của từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Here, you need to evaluate two limits. See? Cái bên trái này là để mà có được trên cái khoảng C cho đến trừ vô cùng đến C. Cái bên phải là từ C cho đến cộng vô cùng. Và it is not the same as we did like that. See? Tôi đã có cái nhận xét này từ lúc nãy, nhắc đến cái điều này từ nãy rồi. Không? Đấy. Nhắc đến cái hình vẽ tôi vẽ đấy. Tôi đã xóa đi chưa? Tôi xóa mất rồi à? Tôi vẽ cái hình mà nó có hai đầu này. Đấy, từ đây đến đây này. Xong từ đây đến đây này. Rồi tôi lấy đây là trừ T và đấy là T. Tôi cho T chạy ra vô cùng thì nó ra hết tất cả đấy. No. It is not the same. Here I already wrote here. Which means, in general, that one, first, it may exist and finite. It may it may not exist or infinite. It depends. But even in the case it exists and finite, if we have such a case, if we have such a things, giả sử rằng cái vế bên phải này nó tồn tại và hữu hạn, thì cũng chưa chắc cái này nó hội tụ đâu. It doesn't mean suppose it even this. It doesn't imply that it is convergent. No. Không có đâu. Ví dụ, em có thể lấy ví dụ. Example. You have fx is x. Vế bên này là bằng 0. Hàm lẻ từ trừ t đến t là 0, limit bằng 0. Nhưng vế bên trái không tồn tại. Diverge. So they are different. But this direction is yes. Nếu các em có cái này là conversion thì thế nào các em cũng có chính xác là có thể tính được như thế này. Nhưng với điều kiện cái này phải conversion. Ok? So, such a thing for the improper integrand of type 1. We finish today's lecture at this point. We still have 1 minute to the end of the lecture. Is there any question? Còn một phút nữa các em có hỏi đi không? Ai hỏi? Do we almost reach to the final lecture of this tutor course? What do you mean? Nguyễn Nam Anh nói lên xem nào, cậu định hỏi cái gì? Tôi không hiểu cái tiếng Anh của cậu. Biết cái gì đây? Ý là gì đây? Ý em là... Đã hết chưa hả? Vâng ạ, gần xong khóa này chưa ạ? Không, còn cả chương 7 nữa mà. Tôi upload chương 7 rồi gì?